ăn rừng luôn luôn nguyên bản, dân vừa mới chặt về nha cả nhà. Đây này, mùa này nó héo. Mùa này hơi héo, mình ngâm giữ ẩm là nó tươi lại, cứng lá lại. Giờ nó bám cây cây nhỏ này. Ai kết thì liên hệ vào số điện thoại 0332155318 nha cả nhà. Mình tên là An, đây là lan rừng vườn quốc gia Gióc Đôn nha cả nhà. Lâu lâu được có cây to thôi. À, chốt bên này thì gọi vào số điện thoại 0332155318. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nhé. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.